trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên như bàn ghế gỗ, phản, sập gỗ nguyên khối, ghế sofa, bàn tròn, bàn dài. Được làm từ các loại gỗ quý có tuổi đời thập niên cao như gõ, cẩm hồng, gỗ lim, gỗ lát. Vâng, em rất xin chào bác nha. Không biết là các bác nào đợt trước là xem cái video mà bên em xẻ cái khúc lim mà kiểu úp lên cái tấm gỗ có nhập trên nhở các bác nhỉ? Đây trực tiếp là cái tấm dày 25 này các bác. Dày 25 nhá, của lim mô can. Thì cái tấm này được vừa rồi bên em xẻ thì có bác khách là thích cái tấm này nên các bác đã sở hữu được cái tấm này. Đấy thì tấm lim này được vừa rồi bên em xẻ nguyên cây các bác. Đấy thì có mấy tấm rất đẹp và chỉ còn sót lại cái tấm dài 25 và dài 5m này các bác. Chắc rộng ở đây chắc là được hơn mét đây các bác này. Đấy vậy, thì cái bộ này thì sau khi mà đã cập xưởng thì cũng có bác khách là nhanh tay lựa chọn được. Nên bộ này là bây giờ là đã có bác sở hữu rồi. Đó thì em tiện đây em quay cho các bác để các bác cũng có thể tham khảo những bộ sản phẩm mà các bác thợ nhà em đang gia công cũng như là hoàn thiện như thế nào thì các bác cũng có thể tham khảo. Và các bác để ý là thằng gỗ lim thì nó khi mà tẩy xong á nó cực kỳ sáng và nó nổi này. Đấy, một cái bộ nguyên tấm dài 5m luôn các bác. Đấy, thì cái này vừa tẩy xong thì nó cực kỳ nó sáng luôn các bạn. Thì tầng lim này nó đang sở hữu là những dòng vân kiểu vân núi này. Đấy, dạng vân núi này các bác này. Vân núi kéo dài từ đầu tấm đến cuối tấm. Và phía cạnh đây là có những đường chỉ. Đấy, những đường chỉ này nó kéo dài từ đây xuống đây. Và em trong rất nhiều video về gỗ lim mô can thì em được có thử nghiệm. Không biết là các bác, nếu các bác là mới xem được kênh YouTube của em trong video này thì các bác cũng có thể là xem lại các video về em cũng có thể là em chia sẻ thằng gỗ lim là em có thử nghiệm là xẻ một khúc lim dài 5m như thế này là hết bao nhiêu phút. Đấy thì cũng cực kỳ là nó lâu và nó cứng và em có test một trong một cái video là test thử gõ hai thằng lim này kiểu nó chạm nhau nó đanh kiểu cứng nó vang. Đấy, thằng lim là em để ý là nó cực kỳ cứng như vậy. Khi mà tẩy xong thì nó đây các bác nhìn thấy là cái tom gỗ của nó này, tom gỗ của nó như cái đầu kim ấy. Đây các bác để ý xem, không biết là các bác có nhìn thấy rõ không ạ. Đấy, cái tom gỗ của nó là cực kỳ nó nhỏ và mịn. Đấy thì những bộ sản phẩm thế này thì các bác cũng có thể tham khảo. Hiện tại thì sáng nay em Đức có ra ngoài xưởng xẻ thì em để ý là có mấy bi khúc gỗ lim là cũng dài. Nếu các bác nào cần những khúc gỗ lim mà kiểu dài hay là nguyên tấm mà dày như thế này, tấm này dày 25 nha các bác, dài 5m thì các bác cũng có thể là kết nối trực tiếp với em hoặc là inbox cho em nhé. Đấy thì số điện thoại em Đức có ghi ở trên góc trái màn hình thì các bác cũng có thể tham khảo hoặc là nhắn tin trực tiếp em cũng hỗ trợ cũng như tư vấn đến các bác nhé. Một tấm lim đẹp thế này thì các bác cũng có thể kết hợp làm bộ ca ba thì trong gia đình của mình là thực sự quá đẳng cấp luôn. Thì đây tấm này dày, nếu dày thế này thì các bác chơi em đảm bảo là nó bền và nó cứng. Đấy thì khi mà các bác sở hữu những bộ sản phẩm như thế này mà để trong gia đình của mình nó sẽ trường tồn theo thời gian và nó cũng là một cái di sản mà các bác để lại cho con cháu mình. Đấy thì bây giờ lại rửa lại anh chị ơi. Đấy các bác cùng xem nhé.